bí kíp để thanh khoản hàng tồn ngay lập tức. Video này dành cho những anh chị nào mà đang kinh doanh truyền thống, đặc biệt là những anh chị đang kinh doanh online và chúng ta đang rất là khao khát để đẩy mạnh cái tiến độ phát triển kinh doanh của mình, đẩy mạnh cái số lượng hàng, và đặc biệt là các anh chị cảm thấy mình chưa dễ dàng có nhiều khách hàng, cũng như là cái hàng mà mình nhập về đã chưa dễ dàng để mà chúng ta đẩy đi. Thì hôm nay hãy xem hết video ngày hôm nay của Phương hướng dẫn về cái cách mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn để làm sao mà thu hút được cái lượng khách hàng và đẩy nhanh những cái sản phẩm mà các anh chị đang tồn đọng trong kho của mình. Và bí kíp này Phương đã hướng dẫn cho rất là nhiều anh chị, thậm chí là trong đội ngũ kinh doanh của Phương cùng ứng dụng. Và nếu anh chị nào mong muốn hoặc là đang trong cái tình huống này, các anh chị hoàn toàn có thể lấy giấy bút ghi lại một số những cái từ chìa khóa và một số những cái cách thức rất đơn giản mà anh chị có thể áp dụng liền. Các anh chị hoàn toàn có thể áp dụng cho cái sản phẩm kinh doanh hiện tại hoặc là đất đai, bất động sản hoàn toàn cũng có thể áp dụng. Thứ nhất là các anh chị sẽ hiểu luật hấp dẫn. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều là năng lượng. Và ngay cả cái số hàng của các anh chị, cái món hàng các anh chị đang kinh doanh, nó cũng là một dạng năng lượng. Và giống như anh chị có thể cảm nhận là, ví dụ anh chị có một cái chiếc điện thoại, và việc của các anh chị khi mà anh chị dùng, anh chị nâng niu chiếc điện thoại này thì anh chị sẽ sử dụng nó lâu bền hơn. Còn nếu mà anh chị xài xong và anh chị không có trân quý nó, và anh chị dục lên dục xuống, để nó một xó và không có quan tâm, thậm chí không xài, có thể mới mua về không xài mà chúng ta không có đụng chạm, không có yêu thương nó, thì một hồi nó cũng sẽ rất là nhanh chóng bị hư hỏng. Chính vì thế khi mà các anh chị có một cái lượng hàng ở trong kho của mình, việc của các anh chị đó là trao đổi cái năng lượng tuyệt vời đối với cái lượng hàng của mình. Một cái bí kíp đơn giản đó là các anh chị hãy buổi tối trước khi đi ngủ, các anh chị hãy viết những cái lời biết ơn đối với những thứ mà mình đang có, đặc biệt là sản phẩm và dịch vụ của mình. Các anh chị còn phải hiểu được cái giá trị cốt lõi của sản phẩm dịch vụ của mình có giá trị tuyệt vời như thế nào đối với khách hàng. Và chính nhờ thế là anh chị rất là yêu sản phẩm. Khi chúng ta yêu sản phẩm, yêu cái dịch vụ của mình, thì việc của chúng ta đó là các anh chị mỗi tối ghi xuống là anh chị cảm thấy tự hào, hạnh phúc như thế nào về những giá trị và sản phẩm dịch vụ mình đang có, và những cái giá trị anh chị đang có đang phục vụ nhu cầu của khách hàng như thế nào. Viết điều đó xuống vở mỗi ngày, mỗi tối trước khi đi ngủ. Các anh chị có một cái trường năng lượng, cái sự kết nối mạnh mẽ như thế, thì anh chị sẽ rất là dễ dàng để chúng ta thu hút được những người khách hàng. Và chúng ta rất là mê cái việc mà bán hàng hay là chia sẻ, hoặc là thậm chí các anh chị mong cầu rằng sẽ có rất là nhiều khách hàng đến để sử dụng sản phẩm dịch vụ. Và nó có cấu trúc ghi á, nếu mà anh chị nào chưa có nắm được thì có thể nhắn cho Phương sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Là tại vì mỗi anh chị sẽ kinh doanh những cái mặt hàng khác nhau, và cái giá trị của các anh chị mang ra cho thị trường là khác nhau. Chính vì thế các anh chị cần nắm được cái công thức, và chúng ta phải viết chuẩn chỉnh cho cái mặt hàng sản phẩm dịch vụ của mình. Anh chị hoàn toàn có thể nhắn riêng cho Phương, hoặc là comment ở bên dưới thì Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị những cái mẫu mà các anh chị ghi. Cái bước số 2 đó là các anh chị cần phải viết ra mục tiêu của mình mỗi tối trước khi đi ngủ. Đó là các anh chị mỗi ngày, chúng ta không thể nào mà để một ngày trôi qua thế nào cũng được, có khách hàng cũng được và không có khách hàng cũng được. No, đó không phải là một công thức của một người kinh doanh thành công. Những người kinh doanh thành công họ rất rõ ràng về mục tiêu của mình. Mỗi ngày họ mong muốn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đến với họ. Mỗi ngày họ mong muốn bán được bao nhiêu hàng và tạo ra bao nhiêu lợi nhuận. Con số rất cụ thể chính xác. Và trước khi đi ngủ là thời điểm tuyệt vời nhất để các anh chị vận hành quy luật hấp dẫn cũng như là sức mạnh tiềm thức. Hãy giao tiếp với chính mình về mục tiêu của mình và ghi nó xuống sổ mỗi ngày. Và ghi con số chính xác cụ thể khách hàng mình mong muốn có được ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Và các anh chị ghi xuống cái số lượng hàng cũng như là số tiền mình khao khát. Ví dụ anh chị cũng có thể ám thị mình những cái câu như là khách hàng đến với tôi nhiều như hơi thở, khách hàng đến và xếp hàng dài chờ tôi để phục vụ. Mình phải thay đổi cho mình những cái niềm tin rằng mình có giá trị rất là lớn và mình sẽ tạo ra một giá trị cực kỳ lớn và rất là nhiều người cần nhu cầu của mình. Bởi vì nhiều anh chị kinh doanh và chúng ta có rất là nhiều những cái niềm tin giới hạn chưa đúng về kinh doanh, về bán hàng. Các anh chị sợ rằng khách hàng không có đủ tiền để mua sản phẩm dịch vụ của mình. Các anh chị sợ rằng là mình không đủ kỹ năng để thuyết phục, để có thể đi chia sẻ cho giá trị cho khách hàng. Chính vì những cái niềm tin giới hạn đó đã ngăn cản cái việc mà khách hàng đến với các anh chị, và các anh chị không tỏa ra được một cái nguồn năng lượng để thu hút được những cái khách hàng tiềm năng đến với mình. Và chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái điều này bên trong tâm trí. Nếu như anh chị nào mà chúng ta chưa tự tin về cái khả năng bán hàng của mình, thì Phương đang có một cái video, một cái buổi Zoom chia sẻ đặc biệt về cái cách
quy trình thanh khoản những hàng tồn hoặc thanh khoản về bất động sản, anh chị hoàn toàn có thể nhắn tin cho Phương và Phương sẽ gửi tặng cho anh chị một cái video hoặc là cái buổi Zoom hoàn toàn miễn phí. Tại vì Phương biết rằng trước Tết là anh chị đang rất là khao khát để mà chúng ta đẩy mạnh cái công việc kinh doanh của mình. Chính vì vậy nếu anh chị có duyên qua cái buổi Zoom, qua cái video ngày hôm nay của Phương thì đó là món quà tuyệt vời Phương dành tặng cho tất cả các anh chị. Hãy nhắn cho Phương để chúng ta tham gia cùng nhau áp dụng. Bởi vì quy trình không có cái gì gọi là làm một lần và có kết quả. Chúng ta cần phải huấn luyện tâm trí của mình tập trung vào điều mình muốn. Chính vì như vậy, môi trường rèn luyện và cái thói quen chúng ta làm mỗi ngày á, nó sẽ tạo ra kết quả. Kết quả nhanh hay là chưa nhanh nó tùy thuộc vào cái sự kiên trì của các anh chị. Nên là có một số anh chị làm và vài ngày thì chúng ta có kết quả ngay. Có một số anh chị cần phải một tuần. Nên là các anh chị hãy tham gia vào nhóm rèn luyện và chúng ta cũng có thể thực hành cùng nhau mỗi ngày, và anh chị sẽ thấy có một cái sự kỳ diệu đột phá trong công việc kinh doanh của các anh chị.